Diện mạo đẹp nhất thần tiếp từng nhìn thấy ở kiếp này.
duyên còn chỉ với nhau. Nhìn em giọt nước mắt rơi, tựa chim bao em quay về đây. Công tan cho kiếp đoá đầy, cuộc tình xưa nay như làn mây. Lòng anh đau thì em có. Qua trong mình như là gió, mái tóc rụ rượi và thướt tha bước đi tìm tôi là. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đội tôn trang, đóng tay đuôi hầu đuôi đuôi dài gần. Nàng có hay biết rằng anh cha mẹ đang bên chúng ta, đang bên nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Cho đủ, chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Hey. 25 triệu đô qua mạng internet. 50 triệu đô. 50 triệu đô là 100 triệu đô. Cậu có nghe tôi nói không? Tôi ra giá 100 triệu đô. Tôi nói là 100 triệu đô. Và một ngày anh sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Gần kề ta đi những nơi xa vời, chỉ hai chúng ta bên đời. Nhớ lời nói một khi được nói ra thì sẽ không có cách nào thu lại được đâu biết chứ. Một tình bạn tưởng chừng bền vững, nhưng rất nhiều trường hợp bị rạn nứt vì vài lời nói vui. Nếu như chỉ nghĩ đến bản thân mình thì các cậu sẽ có lẽ không bao giờ gặp lại người yêu được nữa đâu. Đây là đâu? Xanh thật xanh màu lá hoa. Tay cầm tay, môi kề môi cùng hát ca. Cùng gió với gió shadow trên vai anh gầy. Từ nay về sau, ông trời em là nhất ở nơi đông người. Ôi đôi mắt đẹp như mây trời, vậy thật chất tại sao không cười? Tại vì thiếu anh đúng không gì? Ra riêng ta mang theo chào cao rước, còn nhau anh về nhà thịt mời đã xong, quyết định làm đám cưới thôi. Hoàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn.